thì xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng hướng mắt lên màn hình và theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây. Xin mời. Và quý vị có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn trong sự yêu thương của quý vị dành
Dù một ngày anh bước đến bên em, và chào em tình ấm nồng. Dù ở trong em bao giá bao phiền quá khứ, chẳng còn từng đêm cô đơn buồn thân, kể vài giây giấc mơ dài. Cùng nhau vượt qua bao giông, trọn đời sẽ mãi bên nhau. My baby, xin em đừng vội cất bước đi. Tình em chỉ dành trọn cho riêng người. Từng ngày em vẫn đợi chờ giây phút này, buồn vui bên anh sớm tối. My baby, xin em trở về trong phút giây. Mặt nào yêu thương còn vẹn nguyên đông đầy. Hãy quên lỡ lầm, quên hết đắng cay. Giờ ngày mưa rơi sẽ qua. Ngày thật dài ôm nỗi nhớ chơi vơi, cần vòng tay môi hôn đắm say để quên đi bao tháng năm nhạt nhòa ký ức. Chẳng còn từng đêm cô đơn vô chăn, kề vai xây giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bao giông trọn đời. Bởi vì từ chiều đến giờ, yeah thank you, từ chiều đến giờ Thủy thấy là tất cả các vị khán giả đã đứng ở đây từ rất sớm và chịu lạnh vừa chịu mưa nữa. Mọi người có mệt không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đốt cháy cái năng lượng này đến cuối chương trình được không ạ? Bật mí với mọi người là ngày hôm qua là Thủy vừa kết thúc xong chương trình Tôi Là Hoa Hậu Hồng Vũ Việt Nam sau một tháng tại nhà chung. Rất là mệt. Nhưng sau khi nghe tin là phải biểu diễn ở ngay thành phố Châu Đốc, Thủy quên hết cả mệt và ngay tại lúc này đứng tại đây với một sân khấu vô cùng lớn, vô cùng hoành tráng đến với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo thì Quỳnh xin được phép gửi đến tất cả mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Romantic, ca khúc được mang tên I'm In Love.
lung linh trong đêm như vì sao trời, là ánh mắt đó như đang gọi mời. Và phút chốc bối rối không nên lời, khi người bước tới bên em sát kề môi. Là ai ai mang theo bao nhiêu nồng say đến bên em im trong vòng tay, trao cho em bao nhiêu ngất ngây. Để con tim em giờ đây yêu anh quên hết hàng ngày, tâm trí em như một bay nguyện được ở bên anh mãi. Anh là ai, anh là ai mà lòng em mong anh thao thức biết bao đêm. Anh là ai, anh là ai người vơi đi chưa cho em kịp biết tên. Mong một mai được gặp lại, được gặp lại anh đây con tim em bất ngờ mong. Anh là ai, anh là ai mà cho em bao say đắm nhớ mong. Amile đó là Thủy Bùi với I'm in love. Thủy ơi, anh phải chạy ra ngay lập tức thôi.
biệt là trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Và hy vọng là đêm mai bà sẽ mang lại thật nhiều những sự sôi động tiếp theo. Còn bây giờ nhảy tiếp được không? Mọi người ơi, nhảy tiếp được không? Nhảy tiếp được không? Được không ạ? Và bây giờ xin mời chúng ta sẽ cùng tiếp tục sôi động với phần quay trở lại của Vũ đoàn Sao Việt. Xin mời. Thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi mang điện thoại của mình ra.